Mến chào các bạn, hiện tại giờ mình đang có mặt tại công ty Runmax chuyên về xuất nhập khẩu máy cày và thiết bị nông nghiệp ha. Thì đây là bạn Năm. Dạ, em giới thiệu đi. Rồi, hello, xin chào anh Hành, chào tất cả khán giả của kênh Xoài Ca TV. Hôm nay em là Năm máy cày đấy. Hôm nay em sẽ dẫn tất cả mọi người đi xem lô máy này và báo giá chi tiết từng máy cho anh chị cô chú luôn nhá. Đây, trước mặt mọi người là cái máy New Holland 7056. Với cái lô máy này thì hiện tại công ty Goldmark đang bán theo kiểu là bán thanh lý. Đó, gọi là bán thanh lý, máy thì máy mới hết nhá. Máy mới, giấy tờ hóa đơn đầy đủ hết. Sản xuất 2023. Đó, với như cái máy này là nó là 85 mã lực nhá, 85 mã lực hai cầu. Đó, trước nay công ty bán với cái giá là bán không bảo hành, tức là bán giống anh chị cô chú mua máy cũ luôn. Đó, với cái chiếc này giá niêm yết của nó là 520 triệu, 520 triệu. Nhưng mà khi mà anh chị cô chú mua theo kiểu là mua đứt luôn, mua không bảo hành, thì giá của nó là 435 triệu thôi nha. Chỉ có 435 triệu cho chiếc này. Đó, giá rồi, nếu mà mua thì liên lạc số điện thoại có. Dạ, rồi nếu mà anh chị cô chú nào mua thì cứ alo cho Năm theo số điện thoại là 0932 567 969. Đó, đây là chiếc Mercedes Ferguson 240. Chiếc này thì một cầu giá thì bao nhiêu em? Đúng rồi, 240, chiếc này là giá niêm yết là 245 triệu. Mua không bảo hành thì giá của nó là 205 triệu. 205 triệu. Con này thì bao nhiêu mã lực? Con này là 60 mã lực anh ạ, 50 mã lực. Chiếc này 50 mã lực. 50 mã lực, còn chiếc kia là bao nhiêu mã lực? 85 mã lực. Dạ. Rồi. Chiếc này 60 mã lực, có trang bị turbo. 260. Chiếc này một cầu. Cái lái của nó là lái cơ. Không có trợ lực. Không có trợ lực. Dạ. Chiếc 260 này là giá của nó là 285 triệu. 285 triệu là không bảo hành. Không bảo hành là thanh lý. 235 triệu. 235 triệu. 235 chưa có vận chuyển nhá. Chưa vận chuyển, giá tại công ty. Rồi con này cũng con này 360 là mã lực nó lớn hơn hả? Cái này 60 mã lực, có turbo, trợ lực lái. Cái kia không trợ lực lái, cái này trợ lực lái. Cái kia là động cơ nó mấy máy? Động cơ đều 4 máy hết anh ạ. 4 máy hả? 3 máy. Dạ, 3 máy. Cái này anh thấy 260 với 360 anh nghĩ là con kia chắc 2 máy quá. 3 máy luôn hả? Dạ, 3 máy. Làm gì có 2 máy, có 3 máy hoặc 4 máy. 3 máy. Đây. 1 2 3. 3 máy. Dạ, 3 máy. Đâu 2 máy chứ? 3. Nè 1 2 3 nè. Đâu? Coi kỹ lại coi. 3 đó. Làm gì có 2 máy? Đâu? Em coi kỹ coi. Đó, ba cái bẹt rồi. Ba máy. Ba máy. Rồi, 260, 360, con kia cũng ba máy luôn. Con kia giá thành là bao nhiêu? Turbo. Con 360 turbo, giá của nó là 325 triệu. Bán thanh lý là 260 triệu. 260 triệu. Mất xoay. Cho thử cho chạy thoải mái. Rồi, con 375 là 75 mã lực. 375, 75 mã lực. Chiếc này một cầu, cầu của nó là trợ lực lái. 375 một cầu, giá niêm yết là 400 triệu. Giờ giá của nó chỉ 325 triệu. 325 triệu, dạ. Không bảo hành. Không bảo hành. Chiếc này 75 mã lực anh nè. Rồi, ok. Đó. Rồi, con này 3 máy, 4 máy em? Chắc dạ, 4 máy 4 máy. 4 máy, 4. 4 máy, rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Chiếc này là Belarus. Thằng này là 820, 81 mã lực. Cái này không mái che, lốc đỏ, sản xuất 2023, cuối 2023. Quá đẹp. Lốc đỏ nha anh nhá. Trước là nó là lốc đen, giờ là lốc đỏ. Rồi, giá thành. Dạ, giá thành của chiếc này Belarus. Em cứ nói. Dạ, ok anh cứ quay đi. Em nói giá thành đi. Belarus, chiếc 820 cabin gồng nhiệt đới, câu nó là câu thẳng. 597 triệu anh ạ. 597 triệu. Câu thẳng anh nhá, loại này có một loại câu thẳng và một loại câu treo. Một câu này câu thẳng này. Còn trong kia là câu treo. Dạ.
cầu thẳng là 597 triệu, đang còn có chương trình ưu đãi nhá. Đó, anh em nào cần gì thì cứ liên hệ với năm mấy cây. Hoàn toàn xe cơ hả? Dạ, xe cơ hết. Theo số điện thoại? Dạ, theo số điện thoại 0932 567 969. Đây, con này là cũng 820 hả? Cái này cầu treo này. Cái này, dạ, 820 này cabin 820 nhưng mà có cabin, có máy lạnh không em? Có máy lạnh. Ồ, quá đẹp. Cầu thẳng. À, như con này thì giá thành sao em? Như con này hả? Con này giá của nó là tương đối cao. Chiếc này 820 cabin điều hòa 628 triệu. 628 triệu. À. À đâu, chiếc này đâu? Chiếc này là giá của nó là 658. 658 triệu. 658. À. À, rất là nhiều dòng ha. Dạ. À, không như cái mã này thì sao, 892 thì nó 92 ngựa hả? 892.2 kia nó là 90 mã lực. À, 90 mã lực. Lần này là 81 mã lực. À, 81 mã lực. Dạ dạ. Ờ. Thằng này thì cũng điều hòa luôn này. À, có điều hòa luôn. Dạ. Cái thằng 892.2 cabin điều hòa này á, giá của nó là 691 triệu. 694. Dạ. Đang, có con nào tỷ không anh? Đang còn ưu đại. Tỷ thì bên kia. À vậy hả? Dạ. Là con này cũng 820 hả? Chiếc này cũng 892 hả? 820 điều hòa. À 820 điều hòa. 658 triệu. À 658. Đang có ưu đại nhá, mấy máy này đều đang có ưu đại cả. À. Cái ưu đại thì tùy theo thời điểm. À. Nên là ưu đại thì em sẽ báo cho anh chị cô chủ nào liên hệ thì em sẽ báo. Liêu liên hệ vào thời điểm nào thì có ưu đại thời điểm đó đúng dạ, không? Dạ dạ. 18 184 34 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
Rồi, quan kia. 1 tỷ hả? 1 tỷ thì có máy bên không, này. Thì anh hỏi vậy thôi. Dạ. Đây là cũng 820 luôn nè. Dạ, loại này thì rẻ hơn này, loại này câu này gọi câu truyền thống hay là câu treo? Câu treo. Dạ, thì giá của nó rẻ hơn. Câu treo lóc đen. Lóc đen. Động cơ bẹt kín à? Không, động cơ này động cơ Belarus. 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 À, bẹt kín là hình như là Maxxay hả? À, bẹt kín là của Maxxay, nhưng mà Maxxay bên kia cả có thằng Hattat á. Thì là bẹt kín. À. Dạ, cái thằng Belarus này cabin máy lạnh luôn. Cabin máy lạnh của nó là câu treo. Cabin máy lạnh 6 ở đâu? Cabin máy lạnh 628. 628 triệu. Còn thằng này cabin máy lạnh là 658. À. Thằng này đắt hơn thằng này 30 triệu. À, 30 triệu. Dạ, cùng 820 cả nhưng khác cái cầu. Cùng mã 820 thôi. Dạ, khác cầu. À, khác cái cầu thôi. Rồi, thằng Zeta. Zeta 120 mã lực. Proxima. Proxima. 120 mã lực. 120 mã lực. Chuyện wow. Này giờ đang được hỗ trợ giá là 950 triệu. 950 triệu. Dạ. Mấy bữa trước 1 tỷ. Đúng rồi, mấy bữa trước là tỷ hơn 1 tỷ. À, hơn 1 tỷ. Dạ. Wow. Chiếc này chiếc gì em? Thằng này là Hattat hả? Hattat. À, Hattat của Thổ Nhĩ Kỳ. Wow, bánh đồ nó lớn dữ ha. Cái này nó một... xài động cơ bẹt kín à? Dạ, động cơ bẹt kín. Cái này 101 mã lực này, để à, em cô em 101 mã lực. Dạ. Bẹt kín. Làm gì? Em đóng cái này lại cho thấy cái à, cho xem. Cái màu đen của nó. Cái này 101 mã lực. À, thằng này là của thằng Maxxay. Maxxay. Hattat này nó mua lại cái dây chuyền công nghệ của thằng Maxxay. Động cơ bẹt kín của anh nè. Dạ dạ. Bẹt kín của anh nè, động cơ bẹt kín diesel nè. Dạ. Chiếc này tỷ không? Chiếc này 101 mã lực, giá của nó là 1 tỷ 065 triệu. À, 1 tỷ 065, có hỗ trợ gì không? Dạ không, hiện tại thì không có hỗ trợ gì. À. Dạ tại công ty. Chiếc này là 82 mã lực. 82? 82 mã lực. À, là giá thành của nó? 82 mã lực. Cabin máy lạnh luôn. 898 triệu. 898. Cabin điều hòa luôn, đẹp lắm. À. Loại này mà lên ngồi thì nghiền luôn. Quá đẹp ha. Dạ. 205 Hattat là bao nhiêu mã lực em? 90 hả? 93. 93 mã lực. Thằng này là 93 mã lực. Cabin máy lạnh. Cabin điều hòa. Chắc tỷ mốt. Cái này rẻ hơn cái kia chứ, cái kia 101 mã lực mà. À. Cái này 998 triệu. À, 998 triệu. Dạ. Quá đẹp ha. Quá đẹp. Động cơ bẹt kín hết. Bẹt kín của anh. À,
này 925 nè. 925 nguyên bay nó luôn. Nguyên bay luôn. Wow. Nguyên bay luôn. Con này 820 Belarus. Dạ, 820 Belarus. À. Ở dưới này là máy lớn, có cabin nằm ở dưới này, còn máy nhỏ thì ở trên lầu. À, bây giờ mình sẽ lên lầu. Dạ, ok. Em mời anh cùng khán giả đi lên học đi thang máy anh ơi. Rồi. Mấy phút rồi? Rồi, đi. Nói video rồi mấy phút rồi? Hả? À? Video rồi mấy phút rồi? Sao em? Nói nhanh nhá, phải không? Rồi. Vào cái thang máy lớn nhất của Đồng Nai. Lớn nhất từ trước đến nay hả? À. Đây, cái thang máy này có tải trọng 5 tấn. À. Dạ, 5 tấn. Nó chở được tương đương người mà 50 kg là nó chở được khoảng tầm 100 người. 100 người? Dạ, 100 người, người khoảng 50 kg là 100 người đó. Rồi, rồi. Rồi. Đến rồi. Dạ. Chiếc Maiso. Chiếc mà chưa, chiếc này Jetter, thằng này sản xuất ở Cộng Hòa Séc, 75 mã lực. Chiếc này là đã dùng rồi, à, chạy trình diễn rồi. Chiếc này là mình đi trình diễn, có bán sổ không? Bán sổ, 450 triệu. 450 triệu, 75 mã lực. 75 mã lực, Cộng Hòa Séc. Hàng mới 99.9%. Dạ, 99% thôi chứ không có chấm 9 đâu. Là bán là vỏ đồ nó bị cào cào vậy, để y vậy luôn. Để y vậy hoặc tùy theo thương lượng. Đây, anh nào thích như nào thì mình cứ thương lượng thôi. Wow, còn có chiếc này quá độc lạ em. Dạ, chiếc này là mua để tặng cho người yêu thôi. Wow, cái này lấy đi uống cà phê hả? Cà phê hoặc là tặng cho bố bị chi là được đây anh. Cái này chuyên về để làm chăm sóc. Chăm sóc làm trong cả cái vườn cây nhỏ. Nó đi ở giữa hai hàng cây, như hàng hàng nào mà cái đường cái khoảng cách hàng nó hẹp á thì dùng máy này. Hiểu. Như mía, mì rồi. Hoặc là, okay. Là chuối. Dạ. Rồi, nói nhanh giá. À dạ, chiếc này 27 mã lực. À. Giá của nó là 213 triệu. Có tí xíu vậy mà 27 mã lực. Hay là nó đứng với bầy kia to quá. À, do đó em đọc thông số vỏ lốp coi. Lốp của nó, lốp trước của nó là đâu? Lốp trước đâu rồi ta? Không biết hả? Không có hả? Có đấy mà nó ghi cái size theo kiểu này. Nó ghi size kiểu đó thôi, bó tay. 180-85D12. À, bên sau là 8320. Đúng rồi. 8320. Sau là 83-28.3. À, hồi nãy mình quên quay cái vàng ủi ha. Dạ, ủi đâu đây? Vàng ủi đây quá trời nè. Ủi đâu này? Vàng ủi bao nhiêu tiền một vàng em? 40 triệu đến 42 triệu. À, 40 đến 42 triệu. Dạ. Một cái bộ vàng ủi. Dạ, à, tùy theo mã lực. Là lắp đủ loại mấy cây hả? Cái này thì lắp cho trên máy cây Jetter. À, Jetter thôi hả? Dạ, à. Jetter. Rồi. Đây, máy cây Branson của Hàn Quốc. Hàn Quốc. Chiếc này 55 mã lực. À, giá. Giá luôn hả? Giá chiếc này là 405 triệu. Wow, rất là đẹp ha. Cabin đồ này nọ rất là đẹp. Dạ. Tại vì thí dụ như người ta mua rồi nó còn cái Zalo đó. Dạ. Thành thử ra là mình chỉ có quay để báo giá là chính. Dạ, dạ, đó. Đúng rồi. Với lại người ta nhìn mẫu mã bên ngoài chính, còn những cái mà khác sâu sắc hơn. Ừ. Thì ở cái người bán như năm sẽ Zalo. Dạ, dạ. Mình sẽ để số lên màn hình. Ha. Dạ, cơ bản. Ok, cái, chiếc Forma này là của nước nào đấy? Forma này của Romania. Romania. À, Romania. Là nó thuộc châu Âu luôn. Châu Âu. Thuộc về Z giống như Z toa vậy. Dạ, dạ. À, Z toa. Romania. Thằng này sản xuất ở Ấn Độ. À, Ấn Độ luôn. Dạ, Ấn Độ. Romania mà mang qua Ấn Độ sản xuất. Dạ. Một cầu. Một cầu. Thằng này là một cầu. Ừ. 60 mã lực. Một cầu. Động cơ bạc kim hay là động cơ? Động cơ thường ấy nhỉ. Động cơ cái này là động Ấn cơ Độ. Của thằng có cái thương hiệu động cơ của nó. Rồi, Thổ Nhĩ Kỳ. À, quên cái gì? Số giá luôn phải không? À, số giá. Giá của thằng F60 này giá hiện tại là 325 triệu. 325 triệu. Rồi. Đấy, một cầu 60 mã lực. À. 60 mã lực, một hàng mới 100%. Dạ, 100%. Chính hãng. Ủa, còn con này là con HH398 hả ta? Đúng rồi, HH giống con dưới. Nhờ to hơn. Cùng vậy bằng con 398, 101 mã lực, mà con này không cabin. À, không cabin. Con không cabin thì giá sao? Không cabin hả? Giá hả? Giá thì có giá thôi. À. Đây, để em một xíu. Giá của thằng không cabin này, HH này nó có hai phiên bản, một loại là có cabin và một loại không cabin. Cho mình lựa chọn. Như con này 101 mã lực, mái che này là 970 triệu. À, 970 triệu. Còn cái thằng mà có cabin dưới kia là 1.065 tỷ. À, nó có kg rồi này nọ. Dạ.
cabin là 1 tỷ 065, còn thằng này là 970. Thằng này cũng hát luôn hả? Hát 295 93 mã lực, không cabin, không cabin. Thằng dưới kia cabin của nó là cabin nó là 998, thì cái thằng này là 898. Đây hơi giờ em quay quanh này nó rẻ là 100. Mình đang ở trong này tí hồi ra ngoài quay ngược đích nó tốt. Jetter 2160, chiếc này 60 mã lực, hiện tại khách dùng cũng rất là nhiều mấy cái model này nè. Jetter 60 mã lực, giá hiện tại của thằng này 60 mã lực 2 cầu nhá. Chiếc kia 60 mã lực 1 cầu, chiếc này 60 mã lực 2 cầu. 60 mã lực giá 439 triệu. Có ưu đãi gì không? 439 triệu không, đợt này không có ưu đãi gì hết đấy nhá. Giá tại công ty. Khi nào có ưu đãi thì sẽ báo ưu đãi. Đúng rồi, năm sẽ báo ưu đãi trên kênh YouTube năm mấy cây. Chiếc này là Forma F65, chiếc này 61,2 mã lực. 61,2 mã lực, giá của nó là đây, Forma 61,2 mã lực. 415 triệu. 415 triệu. Hàng mới 100%. 100%. Rẻ hơn con Jetter kia. Dạ. Đây nữa. Là cũng nó luôn. Con này hả? Con này. Con này 75. F75. 75 mã lực. Mắc hơn chút. Mắc hơn chút. Con này nó giá của nó là 475 triệu. 470 triệu. Đây chiếc này nữa. Đây. Con nhỏ này là con giống hồi nãy hả? Quá xem chiếc này luôn nè, chiếc này 90 mã lực luôn anh Hành này. Cho nó cùng một loạt của nó luôn. Cùng loạt của nó luôn hả? Dạ, chiếc 90 mã lực cùng phó ma luôn. 90 mã lực 535 triệu. 535. 90 mã lực nhá. Đó. Rồi con kia, ít kia. Con này hả? Con này con cùng giống con cắp, con này là cùng giống con đỏ bên kia. Y chang luôn. Y chang. Con này thân hẹp hơn. Thân hẹp hơn và động cơ ít mã lực hơn. Quá đẹp đi, 8G. Con này là 22 mã lực thôi. Con này 22 mã lực, giá của nó là 198 triệu. Quá đẹp ha. Dạ. Nói chung có một số. Nó nhỏ nhưng mà nó mã lực nó lớn. Dạ dạ. Cái động cơ của nó chắc có lẽ là có một cái gì đó nó thay đổi cái động cơ lắm. Mitsubishi. Động cơ Mitsubishi. Chiếc này 60 mã lực, như chiếc bên kia em cũng báo giá rồi. Giá của nó là 435. Hiện tại thì có một số máy có các cái chính sách. Thì bởi vì chính sách nó tùy theo từng thời điểm nên anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho năm mấy cây để nắm báo giá chi tiết cho từng thời điểm. Con 75 mã lực là nó mắc hơn đúng không? Dạ đúng rồi ạ, con 75 mã lực là nó 75, nó giống như con F75 bên kia. Nhưng mà giá của thằng này là 539. 539 như chiếc này. 539 triệu. Loại Jetter này thì nó có 2150 là 50 mã lực, 2160, 2175, 2190. Nó có 5 loại. 50, 60, 75, 90, có 4 loại chứ. Con này là Turbo. Dạ, con này Brandson. Đây Hàn Quốc. Hàn Quốc. Made in Korea. Dạ, made in Korea. Nó sản xuất tại Hàn Quốc luôn. Hàn Quốc luôn. Mới 100%. Đúng rồi, made in vỏ, made in Korea luôn. Dạ. Vỏ Tigon. Tigon Hàn Quốc đó. Made in Korea luôn. Dạ. Hàn Quốc làm rất là đẹp ha, mà Hàn Quốc nó làm mấy cày giống của Buta với Yanma ha. Dạ. Cái này giống chiếc Yanma nè. Nó cũng chuyên về ruộng nước không? Anh này hình như nó mua thương hiệu, nó mua cái dạ, cái bản quyền hay sao á. Dạ. Máy này thì nó nhẹ nhẹ linh hoạt. 4.000 kg. Dạ không, 4.000 là dạng như kiểu là cái sức kéo của nó. Sức kéo Chứ trọng lượng của thằng này có 1 tấn 740 kg thôi. Vậy. Forma nè. Dạ. Cái Forma mình quay rồi hả? Forma quay cả rồi. Quay lại 60. Thôi. Dạ, 60. Rồi Zetto 2150. Đúng rồi, 2150 là 50. Rồi mấy con này mình quay hết rồi. Dạ dạ. 2150 Forma. Rồi dạ, đầy đủ rồi. Dạ. Còn gì nữa không em? Còn máy Mitsubishi. Mitsubishi. Rồi vậy là lên lầu trên nữa anh ạ. Còn một lầu nữa. Đây. Để em dẫn mọi người lên lầu trên. À,
Hồi nãy mình giới thiệu con này phải không? 50R. Ủa nó R với lại không R nó khác nhau hả? R là có nghĩa là rốp. Rốp là mái che. À. Dạ, C là cabin. À, cái này là mái che. Mái che. Dạ. À, như vậy là mỗi này nó đều có mái che hết. Có mái che hết. Ở wow. Là mái che. À. Thằng này là 48 mã lực. Ừ. Dạ, giá của nó là... Dạ, giá của chiếc này là 355 triệu. 355. Này 582 là nó khác nữa ta. Dạ, thằng này là 55 mã lực. 58 ở sau đời này 4 số, đời kia có 2 số ta. Dạ, đúng rồi. À. Thằng này 55 mã lực. Nó có khác gì không? Dạ, nó khác mã lực chứ. À. Nó cùng đời cả, cùng một là nhà máy cả, nhưng mà thằng kia là 48 mã lực, thằng này 55 mã lực. À. Dạ, thằng này khác. À. Thằng này có đăng ký cần điều khiển thủy lực nữa luôn. À, cần điều khiển là để mình gắn ấy vô. Dạ, mình gắn dàn cày hay là dàn ben dàn xúc vô. Đúng rồi, cái gì liên quan đến thủy lực. 5825. Một loạt 5825. Dạ, 5825 hết. À, 5825. Đây có Mitsubishi rồi, anh này. Đây có Mitsubishi. Dạ, em dẫn anh lên để quay Mitsubishi. Chiếc này là nhập nguyên chiếc từ Nhật anh ạ. Maxin Japan. Dạ, Japan. Ở cái đeo coi, Made in Japan, đúng rồi. Dạ, dạ. Nguyên chiếc từ Nhật, hàng Nhật nó làm nó đẹp. Dạ. Nét này nẹt ha. Nẹt. Cái đèn sáng giới luôn. Dạ. Tổng thiệt hại. Tổng thiệt hại con này là 425. 425 triệu. Dạ. À, quá đẹp. Đợt này thì hiện tại là... Cái này nó sản xuất năm nào? Sản xuất 2023 anh ạ. 2023. Dạ. À, nó có đeo luôn, nó có tem luôn. Dạ, cái này không gọi nó sản xuất ở đấy. Đây là số khung số máy thôi. À, số khung số máy. Dạ, số khung số máy thôi. À, đây. Rất cả đó. Cái này nó có nắp không? Nó có mái che. Có mái che chiếc kia. À, mái che đầy đủ. Dạ, có mái che. Thằng này là 16 tiền 16. Giờ mình coi kỹ là cái dàn ngoài dàn này. À, dàn này dàn dàn bấm cỏ. Bấm cỏ. Ừ. Dàn cắt cỏ voi, cỏ ngô sinh khối. Thằng này 16 tiền 16 lui này. Nhờ ở khu vực phía Bắc dùng loại này như à, 16 tiếng 16 lùi. Dạ. Hồi nãy nói mấy trăm triệu? Cái này 425. 425 triệu. Đáng đồng tiền bắt gạo. À, đây mình mua có trả góp không? Dạ không anh ạ. Bên em thì trả đủ chứ không có cho trả góp. À, trả đủ không trả góp hả? Dạ dạ. À, Mitsubishi 50A giống con kia hả? Dạ đúng rồi ạ. À, quá đẹp ha. Dạ. Vậy là hết rồi đó. Nó. Rồi hết rồi. F50. Dạ. Rồi 5825 y nhau thôi. Kia. Dạ. À, rồi hết. Dạ. Chấm dứt. Chấm dứt. Ừ. Rồi, nếu mà anh chị em bà con cô bác ông bà chú bác. Bác khắp mọi miền đất nước nếu có nhu cầu thì hãy gọi cho năm mấy cày. Năm mấy cày hoặc dạ. Vào kênh YouTube năm mấy cày. Dạ. Gọi cho năm mấy cày và theo số điện thoại 0932 0932 567 969. 567 969 có Zalo không? Dạ có anh ạ. Zalo đầy đủ Facebook. Thì khi bà con cô bác muốn cần cái gì á mua thì phải gọi điện nha. Dạ. Chứ không được nhắn tin. Dạ. Không được nhắn tin, phải gọi điện cho năm. Dạ dạ. Rồi năm sẽ Zalo Zalo đàng hoàng coi cái xe cái máy đó. Đúng rồi. Chứ bây giờ là ở trên các không gian mạng có rất là nhiều kẻ họ lừa đảo. Dạ dạ. Ví dụ mấy cây 400 triệu họ đăng giá chỉ có 40 triệu thôi. Ờ. Vậy mà bà con cũng tin được hay quá. Ờ, vào rồi chuột cọc này kia xong vào chuột cọc đâu, nhưng mà chỉ có mấy người họ chỉ nhắn tin chứ không nghe máy luôn. Đúng rồi. Wow. Bữa nay mua gì mình cũng phải điện trực tiếp. Rồi, còn không thì đến trực tiếp công ty là địa chỉ em 119 xa lộ Hà Nội. À, Đông Hòa Dĩ An Bình Dương 119 xa lộ Hà Nội Đông Hòa Dĩ An Bình Dương. Dạ, đối diện với là bến xe miền Đông mới á, gần suối Tiên. Gần suối Tiên. Dạ dạ dạ, cứ gần suối Tiên, lúc nào vào đây thì cứ alo cho đối diện em năm xe miền Đông. Dạ. Vào cứ alo em năm đón. À, em năm sẽ ra đón. Dạ dạ. Dạ, cả chính sách thì mỗi lúc mỗi khác. À. Nên anh chị nào quan tâm thì cứ vào kênh YouTube năm mấy cây mình đăng ký kênh thì sẽ xem được các cái video trên đó, năm sẽ bảo giá chính sách từng thời điểm cho anh chị cô chú luôn. À. Dạ. Rồi, ok kim kê. Dạ rồi, ok. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú ở video sau nha. Rồi, mến chào các bạn. Dạ. Rồi, em giới thiệu về cái dàn sới loại này đi em ơi. Dạ rồi, ok anh. À. Đây, hello tất cả mọi người nhá. Đây dàn này dàn sưởi
Sactiman, thương hiệu Sactiman, lúc này em có Sactiman. Nói. Dạ dạ. Thì cái này là của hãng nào mày? Của Ấn Độ luôn anh ạ. Ấn Độ luôn hả? Dạ. À Sactiman này nó có hai loại. Loại này là sò đuôi này. À. Dạ, sò đuôi và loại này là sò đơn. À, sò đơn là nhỏ lò nó như này. À, sò đơn thì nó có một hộp sò như này. À, một gọi hộp sò đơn là không chuyển nhông được. Dạ, không chuyển nhông được. À. Nó giống như những cái loài danh sới mà mình thường thấy ở trên thị trường. À. Dạ. Sò đơn này thì nó là dẫn đồng bằng xích. Dạ, bằng sên, bằng xích. Đó, còn mà sò đuôi thì nó dẫn đồng bằng nhông. À, còn cái dàn lưỡi của nó khác với em như thế này sới nước không? Dạ, loài này thì chuyên về sới nước. À, chuyên về sới nước ấy. Là cái dàn Sactiman nó có sới khô không? Có sới khô. À, chuyên về sò đuôi này thì sẽ sới khô này. À, để sới đất cứng. Dạ, sới đất cứng. Nó nặng hơn. À, lực mạnh hơn. À, à, chuyên về đất cứng. Đó, như dàn mà sò đớn này thì giá khá rẻ. À, sò đớn này thì với dàn tùy vào kích thước, nói chung loanh quanh khoảng tầm 30 triệu đổ lên. 30 triệu. Dạ, 30 triệu đổ lên. Dạ, từ 30 triệu. Là nó dài mấy mét em? Như cái dàn sợi này phải 2 mét mấy ạ? Dạ đúng rồi. Đây với cái dàn mà 2m75. Dàn mà dàn 2m1. Này 2m26. Dạ, 226. 2m26. Dạ, 2m26. À, như dàn này 2m26. Là bề rộng làm việc của nó là khoảng tầm 1m8 á. Ừ. Dạ, khoảng 1m8 thì giá của nó khoảng tầm 32.500. 32.500 cho dàn này. Còn dàn 275. Dàn 275, dàn này. Đây, dàn này là chiều cao của nó là bề rộng bóng của nó là 2m khoảng 2m1 á, 2m1 á. Thì cái này là giá của nó là 33 triệu. À đâu? SRT7 35.500. 35 triệu 500. À, là dàn này. Con dàn sới khô này. Sới khô này dài. Dàn sới khô sò đuôi. Cái này dài dữ ạ. Dạ, cái này là sò đuôi. Thằng này là cùng dài tương đương với thằng này. À, nó còn dài phổ biến của 275. Nó phổ biến của nó là 2m2 đó. À, dạ. Cái này bê rồng phủ bi của nó là 2m25. À, 2m25 cũng giống như cái dân sới mà của thằng Greenland á. À, 2m25 đó. Bê rồng làm việc của nó là 2m. Thì cái này là 41.400.000. À, 41.400.000 nha anh nhá, sò đuôi. À, sò đuôi. Anh đi review mấy cái đơn vị mà chuyên sản xuất dân sới thì anh thấy cái dân sới như này so với cả cái dân sới mà anh đã gặp rồi thì nó như nào ấy? Anh dạ, thấy dạ. Cái dàn sới này thứ nhất về cái mặt mà cảm quan có nghĩa là mình nhìn bên ngoài vô. Dạ, thì mình thấy nó rất là đẹp. À, rất đẹp. Cái nước sơn đồ không thì mình thấy nó một cái chất lượng rất là tốt. Dạ, và những cái bù lon đồ này nọ thì tất cả mọi thứ là nó làm chuẩn, không cần chỉnh. Rất là đẹp. Dạ dạ, nó nét, nó liền nét, nó đẹp. Dạ dạ. À, mình không thể nào mình dỡ sắt thép ra mình coi được, nhưng mà cảm quan về cái mà độ cơ bằng chuẩn á. Dạ, chắc chắn là độ đẹp á. Dạ, ví dụ như sắt thép rồi làm đẹp nè. Dạ dạ, thì nó là quá đẹp. Dạ dạ, nghĩ chắc có lẽ nó rất là tốt. Dạ dạ, để con dao sới rồi nó rất là dày. Dạ, à, thằng này cùng 6 lưỡi dìa. À, còn 6 lưỡi anh đi. À, đây tay khán giả xem đây rất. Dạ, là dày ha. À, dạ, một cái mâm nó 6 lưỡi. Dàn này thì có nhiều kích thước, nó là 1m6 này, 1m85 này, rồi là 2m05. À, dạ, như dàn này thì chỉ có 1m85 thôi. À, dàn này thì giá của nó là khoảng 39.100.000. À, 39 triệu. À, dạ, cũng vậy ạ. À, dàn này thì ngắn hơn này. À, đó, dàn này thì cho máy khoảng tầm một dàn này 1m6 thì giá của nó là 36.800.000. À, nó rất là nhiều kích cỡ đúng không? Dạ, nhiều kích cỡ. À, ở đây thì có gồm có dàn sới khô và sới nước. Dạ, sới khô, sới nước. À, là của hãng Sactiman. 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 Sactiman của Ấn Độ. Của Ấn Độ. Dạ dạ. India. Dạ, India. Gandhi. Ừ. Rồi. Roto. Sactiman. 1000 tua. Ừ. Cái này là để chế dầu. Dạ dạ. Ôi. Rồi, ok. Có đồ nghề phụ kiện kèm. Dạ, theo đầy đủ ha. Phụ tung kèm theo của nó là dạ, đó là đã báo có một cái cắt đăng đấy nha anh nhá. Một cái trục cắt đăng chỉnh hàng. Đây, trục cắt đăng chỉnh hàng của nó ở đây. Và một cặp kiếm. Dạ. Hai cặp kiếm.
Dạ, cái này là để gạt cái tên chỗ cái thanh treo của nó thôi. À, kiếm và treo. Dạ, các đăng của nó, các đăng chống trượt này. À, các đăng giữ luôn. Dạ, dạ. Rồi, ok. Ok anh chị. Rồi, báo giá vàng. À, rồi người ta có nhu cầu mua thì người ta gọi đâu em ơi? Dạ, anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho năm mấy cây theo số điện thoại là 0932 567 969. À, rồi, muốn tới xem thì... Tới xem thì địa chỉ công ty là 119 xa lộ Hà Nội, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương. Đối diện bến xe miền Đông mới nha anh chị cô chú nhé. Công ty tên? Công ty Goldmark, tên à. Công ty Goldmark. Đến thì cứ alo cho Năm, rồi Năm sẽ đón anh chị cô chú nhé. Alo số mấy? 0932 567 969. Năm mấy cây. Rồi, chào. Rồi, ok, bye bye.